Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa. Nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói lời từ bi. Ở nơi xa ấy có một tấm lòng đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi, đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi. Ở phương xa kia là cõi trời đâu, xuất nhìn về địa cầu quê hương, tôi thấy muôn loài đang ngập lặng trong biển trần khổ ai. Ngài về đây đêm qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa sinh diệt, ngài về đây học tiếng nói. Trái đất của tôi đã 7 lần rung động như để báo tin mừng khắp 3 cõi nhân thiên. Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước 7 bước nở 7 đài sen quê. Quý vị và các bạn đang nghe bài tân cổ nổi tiếng Qua Bất Diệt của Chí Tâm, nghệ sĩ diễn viên Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập cổ nhạc trung tâm UNESCO văn hóa thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, song ca cùng nghệ sĩ Phật tử Trúc Sen. Tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi bình minh tỏ rạng, hoa nở chim ca muôn loài reo mừng. Trên trời cao tiếng nhạc tưng bừng, đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh bút mực nào ta được. Tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách vi phạm đáng bậc trượng phu. Ngoài kia chúng sanh lầm than, xin giới đức ân phụ hoàng để con đi thăm thần dân, đi qua 4 cửa thành Ca Tỳ La. Hỡi ơi sao phải tâm thần lưng còng, hồi ra mới biết ai rồi cũng qua. Thời gian tiêu phá thân và cộng lưng. Hả? Này xá nặc, kìa con người kia vì sao run rẩy, nằm có tiếng rên quặn đau. Lòng ta xót xa dường bao,
Hỡi ơi sao có giống chi là thường, người hay tưởng đã sao nằm trơ trơ. Hỏi ra mới biết ai rồi cũng qua. Sao chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian vậy đầy đau mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm ít nhái, mạnh được yếu thua phiền trước khắp muôn loài. Thao thức bâng khuâng suốt cả đêm dài, vượt khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân, trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cò, dòng A Nô Ma giữa đêm trường tĩnh mịch, thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Sa nặc ơi, là thái tử con vua như ta, ta đi rồi có phải già, rồi có phải chết không Sa Nặc? Phải, ai ai rồi cũng phải già nua, ai ai rồi cũng phải chết. Thưa thái tử, thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu, và nguyên đoạn A Di Đà Phật. Mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền, cùng tiên bạc già tu nơi rừng khổ hành, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn dương mắt tự sanh. Ngài vượt rừng lên núi tuy khổ tu, ngồi thiền định quan nhân duyên sanh, nhận thấy rằng hạnh đối khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống bình thường cho khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên Su Gia Ta đang dâng sữa, bà Long Dương cúng dường bát cháo nhu mi. Trái đã chín rồi, chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đấng vẹn toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Hoa Bất Diệt nở trong vườn, hoa sinh diệt nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.